cả nhà. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube của Dương Dubai nha. Ủa gì vậy? Của Mộc Phước nha. Rồi, hôm nay anh em mình về Sài Gòn rồi cả nhà. Ở sau một chuyến đi Vũng Tàu thì em cảm thấy gì sao? Em cảm thấy mệt mệt trong người. Tại sao vậy? Tại vì vô nước biển nhiều quá. Đấy, đi Vũng Tàu có tắm luôn, anh đi Vũng Tàu anh chết thì ở biển. À, bữa có ra lần. À, nhưng mà tại em đi La Ghi gì đúng không? Đâu có, em đi công tác anh. Công tác? Công tác. Đi chơi mà đặt công tác nữa còn này. Em thấy em mặn mà hơn khi đi về mới Sài Gòn không? Dạ. Nhiều tiền? Có 75 mà. 75 hả? Dạ. Hớt tóc ít tiền. 75 ngàn nữa là 200 ngàn á. Thế hả? Đây là 75 ngàn nữa là 200 ngàn. Đó, hớt tóc nhiều thứ lắm. Thôi, chuyện đó bỏ qua cái nhà. Thì hôm nay anh em mình về Sài Gòn rồi. Thì anh em mình có đi quay thì nói chung là hôm nay đi quay cũng hơi xa nhà một xíu, xa nhà em không mấy chục cây. Ủa nhà em sát bên nhà anh mà nói gì vậy? Ừ thì cũng xa lắm á. Chỉ xa mà. Nhưng mà gần nhà của ông Hoàng. Không, em qua đây có 30 phút á. 30 phút hả? Ủa mà... gì đâu gần. Nhưng mà gần là không gần ai hết trơn. Nhưng mà nãy đi bắt mua là chín cả tiếng còn thôi. À, mập hẹn tôi nói là 4 giờ rưỡi mà được cái là 5 giờ gần 6 giờ mập mới tới. Năm mấy 6 giờ. Thì hôm nay anh em mình sẽ có một cái thử thách ở quán bánh canh cua của chị Úc Thảo đó nha. Thì quán này hồi lúc trước thì mình cũng có quay một lần rồi. Nhưng mà rất là lâu rồi, như là hơn một năm rồi thì phải. Nhưng mà lần này đó thì mình mới biết là chị Thảo có mở thêm vài quán nữa. Thì mình lựa chọn một cái quán mà gọi là xa nhà nhất. Cũng là cái quán lớn nhất, cũng là quán rộng nhất của chị luôn. Đó là cái quán ở bên đường Tên Lửa 294 đường Tên Lửa, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân cả nhà. Đó. Đặc biệt đó, em thấy là cái tô bánh canh đây là để trong cái khu đất ở cả nhà. Ăn kiểu như mà nó để giữ nóng nhiều, giữ lâu nữa. Ăn cảm giác thấy nó ngon hơn, nó kiểu như là nó không bị nguội á. Nãy chị có nói. Rồi em. Anh hay làm kiểu đó là người ta hay bị mất hứng. Rồi em có thấy bánh canh này sao, em thấy topping sao? Tại vì em chưa ăn nên em cũng chưa có biết nữa. Nhưng mà anh thấy vậy topping là mấy khủng khiếp không? Em thấy nhìn cái tủ của anh khá là hấp dẫn luôn á. Em thấy em lại em bay lên cam, thấy ở đây khu vực này sao? Ủa là sao? Anh muốn anh mở quán này được không? Ủa gì vậy? Nó đâu có liên quan tới cái tô bánh canh đâu anh. Không, anh hỏi anh hỏi ý kiến em thôi. Được anh. Anh cứ hỏi em là được. Em vậy em làm anh cũng mất hứng lắm. Rồi, thì hôm nay thì Mập với lại hai đứa sẽ có một cái thử thách ở đây. Nhưng mà dạo này cả nhà kênh thì Mập quay riêng lẻ nhiều quá rồi. Cả nhà cũng tham thấy nhàm chán rồi. Nên hôm nay, bắt đầu từ hôm nay, Mập sẽ trở lại một cái series gọi là cho mấy đứa nó ăn đua với nhau. Để một thời gian coi sao cả nhà. Thì chắc chắn ăn đôi với nhau thì chi phí Mập cho tụi nó sẽ bị phân chia ra ít hơn đó nha. Nhưng mà thật sự là anh em đồng cam cộng khổ nên mấy đứa cũng thông cảm. Thông cảm không? Thông cảm. Em? Thông cảm. Mày không thông cảm thì thôi em cắt khúc này. Rồi thì bây giờ thì mình sẽ vô mình cho mấy đứa nó order những thố bánh canh cho mấy đứa nó ăn đôi với nhau nha. Mời cả nhà xem coi mấy đứa nó ăn đôi với nhau như thế nào nha. Rồi mời cả nhà vô trong. Rồi để mình vô mình kiếm chị chủ nha cả nhà. Thích bà chủ đây không? Ủa mà anh nãy mới thấy chị làm gì mà? Chị mới trang điểm. Trời ơi đẹp mà còn trang điểm nữa. Ê nói nghe nè chị. Chị nhớ là bao nhiêu lâu rồi chị em mình chưa gặp nhau? Chắc khoảng năm mấy á. Năm mấy hả? Khoảng năm rưỡi. Chị biết tại sao mà năm mấy rồi em không gặp chị không? Sao vậy? Bữa đó qua em khen chị nhiều quá vậy. Giờ em nhíu bầm quá. Hết bầm nó giống quá. Nói ủa làm gì mà khen chị dữ vậy. Nhưng mà thật sự là cả nhà thấy không? Đẹp gì mà không khen sao được. Đó. Được cái là một năm quay lại gặp rồi chưa lão quá cả nhà. Đó, anh cho em mượn gài cái mic chưa? Với lại hôm nay là cho em hỏi là mình hôm nay là được bao nhiêu quán rồi? Vậy hả? Bao nhiêu quán rồi? À, nay chị tưởng đâu em hỏi tuổi. Không, em không hỏi tuổi phụ nữ đâu. Có nói chị thì được nói 4 quán rồi. 4 quán bánh canh cua. 4 quán ở đâu rồi? Có thể bật mí địa chỉ cho em không? Có cái kẹt gì không? Quán đầu tiên là ở đường Hậu Giang, quận 6, là 427 Hậu Giang. Là lúc trước em quay đúng không? Đúng rồi, dạ. Quán đó đầu tiên em quay. Từ ngày em quay thì nói chung là khách hàng đến ủng hộ rất là nhiều. Ê, đừng nói vậy, em lỡ đôi mũi. Nói chung là... cảm ơn em rất là nhiều, nói chung là có cái duyên á. Mập không dám nhận điều đó đâu cả nhà. Tại vì nhiều TikTok, nhiều ấy lắm. Với lại bản thân của chị Thảo cũng là một TikToker thực thụ luôn. Chỉ lên chỉ live stream là được cái mã, người ta vô tao coi nhiều lắm cả nhà. Đâu, mã này không bằng mã này đâu, mã này mới dữ. Mã này mới dữ dội.
em là thuộc Hà Mã rồi chứ không là con Mã. Đây cái nhà đây cho những cái chi nhánh bánh canh cua của chị Thảo nè, 4 chi nhánh nè, quận nhất là 2 cái, một cái quận 6, một cái ở Bình Tân. Đó, cái nhà có thể tham khảo, mình đang địa chỉ là 294 Tên Lửa nè. Đó, thì hôm nay em tới đây, đi ra đây nấu bánh canh nói chuyện cho dễ. Đây cái nhà, cái này là cái vàng mà để chỉ hâm đồ, ổ phải chỉ nấu ra luôn. Đó, là ở đây là bao nhiêu bếp tổng cộng ta? 16 bếp. 16 bếp luôn nha cả nhà. Chị cái này là chị nấu sẵn nước súp này rồi đổ bánh canh vô. Đúng rồi, nước súp vô của là chị bán đây. À, thì, sao vô trong kia được không ta? Được. Để em vô trong kia em quay được cái nồi nước súp của chị rồi có gạch cua rồi này kia để hồi xíu bé nó quay. Đó, nhưng mà cái dàn topping hồi nãy quên bỏ qua nữa nè. Đó, cái dàn topping khủng rồi nha cả nhà. Đây, topping mình đó, mở trong đây đi cho nó nét kìa. À, tại vì ngoài kia nó bị đục. Rồi cho em, bây giờ cho em hỏi một cái tô để em có menu không nè. Đây, một cái tô bánh canh cua bình thường sẽ là 60. Nào chị làm em cái thố 60 thử cái gì Thảo? 60 ha. Ở dạ. Đây thì trong nồi này á, chị sẽ bỏ nấm huyết sẵn rồi. Dạ. Với lại chả cá. Chả cá. Mỗi một phần á, là sẽ có một phần nấm, còn phần một phần huyết. Nhưng mà huyết này nó hơi nhỏ đó, chị cho 2 cục. Và dạ, sẽ có chả với nấm. Rồi có bánh canh, có nước lèo. Bây giờ chị chỉ cho tôm vào. Dạ. Một phần sẽ có tôm, cua, thịt chả, trứng cút, nấm huyết. Đây nha. Gì tôm, cua, thịt chả, bánh với huyết, trứng cút đó, nghe vậy không? Cái này là 60 ngàn. Đúng. Còn ví dụ như em thấy là có cái càng, thêm cái càng là bao nhiêu chị? Một phần càng cua như gì là bên chị là 179 ngàn. 190. Tính luôn cái này với cái đó là tại lai chị giá rồi nhân viên trong menu hết rồi chị cũng không nhớ kỹ. Một phần là 190. Dạ. Nhưng mà chỉ có càng cua ba cái càng gồm nấm với huyết, nhiều nấm nhiều huyết. Dạ. Còn phần này là 60 ngàn là không có càng cua. Dạ. Còn chỉ có giò nè cả nhà, rồi có sườn non nè, rồi có bán 3 phần càng cho khách hả? Giờ chị đang bán 3 phần càng cho khách một cái. Dạ, dạ. Đó, bây giờ thử quay cái phần càng của chị coi 190 như thế nào luôn nha. Cái này là chị phân ra là mỗi phần là 3-4 cái càng luôn. Một phần là ví dụ như nhỏ thì là 3 càng. Còn dạ, lớn như vậy nè, càng bự như vậy nè là sẽ là 2 càng đó. Càng này là càng 350 á. Em nói gì chị bị chửi chết luôn. Đây, nó kiểu như vậy đó. Cái vậy nếu mà bự thì sẽ là 2 càng. Cái này 3 phần thì chị sẽ nấu đều với vậy cho người ta khỏi có phân bì. Còn à, em thấy ở đây là chị Thảo không có bánh nổi hả ta? Không có tôm chứ, kìa. Qua đó có nguyên một. À đây nè cả nhà. Thì để có hộp có này kia đầy đủ đàng hoàng. Đây mà nguyên một hộp nè. Quay qua thì mất công ở đây mặt bưng ra luôn. Đó. Bánh canh cua là phải có cái này. Nó mới dậy cái mùi. Rồi cho huyết vô đầy đủ 2 cục chứ. Đó. À cho lộn bên. Lâu quá. Nếu mà khách chỉ có ăn càng cua thôi á thì bên dạ, chị sẽ cho nhiều nấm hơn với lại cho thêm huyết. Dạ. Đó. Tại vì nếu mà cho đồ ăn này kia nhiều vô quá là sẽ ăn không nổi. Dạ. Hành hết phải không? Cho hành đầy đủ. Nhưng dạ, mà chị Thảo bây giờ là mấy chi nhánh bán á, là chị bán từ mở cửa từ mấy giờ tới mấy giờ? Từ 7 giờ sáng cho tới 10 giờ đêm á. Chỗ chi nhánh quận nhất á thì chị sẽ bán tới 10 giờ rưỡi đêm lận em. Dạ. Không tiêu hết luôn. Cái nước này cái màu đó là màu gạch tôm hay là gì, cái màu của gạch cua luôn? Cái này là gồm nước trong đây sẽ có nước luộc cua, tôm và gồm có sườn non nè, sườn non bên chị. Rồi tôm càng, rồi sẽ có nước luộc của chả đâu này kia luôn em, đầy đủ luộc giò, sườn. Rồi trong đây có gạch cua mà siêu nhiều gạch, em thấy miếng này là gạch cua không nè. Dạ. Đó. Trong cái nồi lớn thì tụi em quay nó cũng sẽ rất là nhiều gạch luôn. Đi bánh đi mời. Nãy giờ chưa thấy cái sợi bánh canh, nhưng mà bây giờ mới thấy nè, cái nhà nghía vô mới thấy cái nồi, cái thau mà bánh canh của chị nè. Đó. Rồi thôi, em hỏi nhiều đó được rồi. Bây giờ chị cho em, chị làm xong cho khách rồi chị cho em 10 thố nha. Ok. 10 thố hả?
10 thố. Ăn hết không? Thì không hết, ở đây có chị lo chị mà. Phụ. Chị ăn phụ. À, lần trước mình tới đây mình hình như là mình ăn cái tô kia chắc cũng khoảng 6-7 kg gì đó. Bữa nhớ nhiêu chị hả? Hình như 6 kg gì vậy? 6 kg đó cả nhà. Nhưng mà thật sự là hôm đó là 4-5 người ăn. Nhưng mà hôm nay 10 thố thì chỉ có 2 đứa thôi, ăn đua với nhau thôi. Tại vì chị làm cho em giống như hồi nãy em có nói chị đó là 10 thố. Nhưng mà 4 cái có giò, 4 cái có sườn với lại 2 cái có tôm. Rồi. Đó, tôm là tôm càng đó ha. Tôm càng hả? Với lại có một con cua đó lấy kèm. Chị còn có một con thôi, em muốn 2 con cũng dạ. Không có nữa. Nhưng mà cái này là đường thường là có nhiều không? Hả? Đường thường có nhiều không? Chị có nhiều nhưng mà bữa nay là hết sớm á em. Dạ. Ví dụ như con một tô bánh canh có con cua này là bao nhiêu tiền? Một con cua này giờ là chị bán riêng, hồi trước là chị bán chung với lại tô bánh canh, nhưng mà giờ chị bán riêng cho khách dễ ăn. Dạ. Ví dụ như con này là 200. Dạ. Vừa vậy đến giá 300. Nhưng mà cua gạch hay là cua thịt? Cua gạch, bao gạch, bao gạch đầy luôn. Dạ. Dễ cho em coi thử nè. Dễ ha. Ờ. Ok. Dễ nhưng mà đừng ấy đợi ghép hồi ghép thành một con cua nha. Ok đúng rồi. Dạ. Chị sẽ ghép thành một con cua. Nói chung là không gian ở đây là bếp mở đó nha. Rồi cái đầu tiên á mà ưng bụng nhất là sạch sẽ. Dễ coi gạch rất là nhiều. Đây. Gạch. Không chị dễ luôn đi. Ừ, ok. Ăn tiền không là cái tem đó đó. Đó gạch từng cả nhà thấy không? Nhưng mà 200 ngàn là có cũng có quýt cũng có nấm đồ này kia luôn. Có nghĩa là chị bán cua riêng. À. Chị sẽ bán cua riêng. Hôm trước á, lúc mà trước tụi em quay á, thời điểm đó là chị bán một năm mấy trước á thì là 170 một con. À. Là sẽ không có tính bánh canh gì hết. Dạ. Còn bây giờ là cứ con là 200. Dạ. À, có gạch lớn, gạch nhỏ nữa. Nói chung cua này thì nó sẽ theo size. Dạ. À, chị bán 3 size, gạch lớn, nhỏ, chung. Dạ rồi, rồi chị làm cho em nha. Rồi ok. Ok. Cái nhà ơi, thì ở đây là Mập có gọi cho mấy đứa làm 10 nồi bánh canh. Đó, bánh canh ở đây là có đầy đủ luôn nha cả nhà. Ở đây là giò nè, 4 nồi giò. Cái này là mình gọi bằng nồi luôn nha cả nhà. Nồi đất nó giữ độ nóng lâu lắm. Thôi thử em được cái mồi giờ coi nó còn nóng không. Ủa nguội mà. Nguội à. Rồi ở đây thì có 4 nồi sườn. Và ở đây là 2 nồi tôm càng cả nhà. Đó, nhưng mà cả nhà thấy ở bên kia là có con cua nữa. Tại sao lại có con cua bên Hoàng? Tại vì cái sức ăn của con Hoàng là nó sẽ nhanh hơn mấy đứa. Với lại nó ăn nhiều hơn. Ừ, ăn mạnh hơn. Nên Mập bây giờ Mập kêu chấp thời gian hay là chấp một tô thì thấy nó nhiều quá. Bây giờ Mập chấp con cua. Đó, là nó phải ăn con cua này. Hay lại muốn ăn sao? Nhưng mà tự anh tẩm bổ em. Tự nhiên tẩm bổ em, không tẩm bổ Dương cho anh bị chửi hả? Đó. Nhưng mà duy nhất là quán cái dụng nào chỉ cũng còn có một con cua thôi cả nhà. Đó, vô tình luôn. Thì em muốn ăn con cua đó trước hay muốn ăn con cua đó sao? Thì em ăn sẽ thưởng thức. Ừ, thì em muốn ăn sao em ăn, nhưng mà làm sao phải hoàn thành luôn con cua đó mới thắng nha. Đó. Thì bây giờ trước khi bấm giờ thì mấy đứa thưởng thức, mấy đứa review thử rồi cái bánh canh cua ở đây của Diệm Thảo hay ngon không cái hả? Em thưởng thức cái này mà anh vô không thưởng thức được đâu. Không thưởng thức cái que á. Tại kia thưởng thức bánh canh cua, thưởng thức cũng thưởng thức cái que mà. Nhưng mà đặc biệt ở đây em thích kiểu như trong cái nồi này. Để em thưởng thức con tôm càng cho anh. Để cái que cả nhà. Em không biết thưởng thức cái gì luôn á, em thưởng thức con tôm. Thì hôm nay Mập không có bấm giờ ở nhà. Ôi ăn cua độc nha. Mà không có bấm giờ, nhưng mà bạn nào mà về đích trước á, thì bạn đó sẽ có 1.500.000 từ Mập. Còn bạn nào về sau bạn đó sẽ có 500.000. Ok không mấy đứa? Ok. Ừ. Mà tới nhà em mà gặp chú mãi ngon nha. Ừ. Chú què vậy thôi hả? Thử bánh canh rồi em.
Thử ơi, thử xíu nữa đi. Anh gọi anh nhìn hết á. Anh chắc qua hết hả? Chết hết á. Anh ăn thì anh cảm thấy ngon rồi đó. Nhiều khi mấy đứa ăn lần đầu mấy đứa thấy sao, mấy đứa cảm nhận chứ đó. Hỏi vô nó ăn xong rồi mấy đứa cái là không biết cái gì là cái gì luôn đó nha. Ăn bắp anh. Nước súp này có ngọt ngọt. Ừ. Phải không? Rồi, thì hôm nay mình ăn bánh canh, mình uống bia luôn. Cái đó đồ gì vậy? Tao vô trà đá á trời. Hả? Rồi bây giờ thì ai mày tới máy tay chân hả? Ai bây giờ anh hỏi là cái con cua đó em nhắm em lột con cua đó hết luôn không, khoảng bao nhiêu lâu? 5 phút là chấp, 5 phút là chấp nhiều lắm á. Em nghĩ sao tự nhiên anh nhảy số, anh tự nhiên anh chấp con cua rồi sao là kỳ á ta? Không biết à, cái hình cua này hai vị em sẽ ăn rồi em sẽ nhai. Nhai vỏ luôn hả? Không, cái kèn. Không, bây giờ cái que mắp cũng được nhưng mà đừng có quá đáng, đừng có bỏ que nha. Ừ, còn kèn với lại cái mình á thì em phải ăn. Ừ, còn cái que mắp nhưng mà phải hết thịt giùm anh nha. Rồi ok, vậy đi chứ để que mà ăn ấy nữa thì lâu lắm. Rồi ok, thì bây giờ thì Mập sẽ sao ta? Không có bấm giờ cả nhà, thì đứa nào về trước thì đứa đó sẽ được chịu gửi thôi. Rồi, bây giờ hai đứa cầm đũa muỗng rồi lên đi. Hoàng thì nó cũng mới vừa đập Mập cái tô nữa rồi cả nhà. Đúng ra là hôm nay ăn hai cái tô bự. Rồi. 3 2 1 quất. Okay, mà cả nhà nha, không mời ông bà con chú mà với con nha. Ở đây được cái là nó giữ nóng lâu anh. Ăn rất là đúng không? Còn ăn cái càng của anh không, em khỏi đi, Hoàng cũng khỏi ăn cái càng luôn nha. Con tôm ba coi gạch kìa cái nhà đã thì chưa nãy giờ nghĩ cái cây này nè, nghĩ cái cây chua cây này. Ăn cát đi, ăn cát đi kìa kìa cây sườn á. Đã gạch quá trời gạch luôn. Đường đua chấp một con cua.
vườn nhà này sao rung dữ vườn. Không biết nè. Em ngồi kế đó ngủ mạnh đây. Hoàng đến bạn của chạy mới được, phải chạy mới được. Có cây kẹp không kẹp. Cắn hồi không đi trồng cái răng nó mấy chục triệu nữa. Mua hết thì ngon luôn. Thôi bỏ đi em, bỏ đi. Mình rét qua nhà bốc tay luôn nha. Công nhận bánh canh cua gì chị Thảo á, hoài cua ngon mà sườn cũng hấp dẫn lắm nha. Nghĩ là sau cua sẽ là sườn á. Còn hồi mấy đứa ăn giò thử coi sao. Hồi nãy anh ăn cái cục sườn cũng ngon lắm. Lắm. Thôi. Mới ăn xong mà nhìn thôi tụi nó ăn cũng chảy nước miếng rồi. Quay. Cái này nóng lắm cái nhà, nóng lắm. Cái gì kiếm gì? Đó, tới giò nha cả nhà. Nó bốc khói luôn mà, cái mưa thì nó cứ mưa rõ vậy. Cũng ngon hả? Ôi. Dính rồi. Quang nó ăn cua xong nó nóng dữ lắm. Rồi hết xương lột bao tay ra chiến luôn Quang ơi. Làm coi nè. Máy lùa. Ừ, máy lùa tới nè. Dễ nè. Ủa.
Ở này thoáng ha, đây đường lớn thoáng rộng rãi. Nóng rồi mấy ơi, rồi nóng lắm nha, cẩn thận nha. Nóng không? Cũng còn hơi nóng à. Nóng quá. Ồ, lên khói luôn á. Cái này gọi là mắt cảm giác. Ở cái độ nóng nó dữ nè cả nhà. Thôi nè, nó lên khói nè, trong cái lồng này nè. Thấy khói không? Phải. Nó nhìn là thấy khói á. Cho mấy đứa ăn anh học hỏi thôi. Dữ.
Ủa gì vậy? Gì lẽ hả? Ăn mà dành á. Không? Rồi mới cho mà dành ra một cái năm. Chỉ nữa chứ. Ủa nó hát hay gì vậy? Đang mà bổ không thấy gì vậy? Hả? Đang mà bổ không thấy gì á, em ăn mà đổ sạc lại á. Ai quê bê nguyên cái đòi nên ăn nhìn mắc cười mấy đứa ơi. Trong nồi rồi. Ăn không có nồi, ngồi không có hướng. Ăn mà ăn trong cái nồi. Chứ giờ ta bán trong cái nồi ăn với cái gì giờ? Tiếc. Nó đuổi kịp nó rồi. Nào đuổi kịp, nó còn có con tô một à. Này em còn có tô với nước không à. Cái này nó đuối lắm rồi, xíu đi, hoàng đuối lắm rồi. Rồi. Hết chưa bạn? Hết hả? Vẫn thua. Không phải không ăn được. Sao không ăn đó luôn hả? Ăn đó luôn hả? Ngon quá. Nóng, nó nóng lắm. Không phải nó ăn hay chứ con. Kinh nghiệm. Mới hết pha. Quá dữ. Mấy bao nhiêu phút em? Chắc con chắc có 20 phút quá. Quá dữ. Nói không nên rồi, chấp một con cua rồi đó. Đừng đua chấp một con cua rồi đó, mà còn thua đó. Cái gì vậy? Cái gì bắn cái răng hết vậy? Dạ, yếu rồi. Thôi em ơi, ai mà ăn lại nó. Nó hấp hay chứ ta không, em không nghĩ là nó hấp lệ vậy luôn á. Không nấu hả? Không, anh thích mà cái gì mà không có nấu. Hay không? Hay không? Em đẩy vô một bên quậy luôn, nóng đều. Em thấy hay không? Hay thôi, cho nó 2 triệu cũng được. Đây. Cho hưởng. Xin xin, cảm ơn anh. Ừ. Thế là anh xin xin là anh không lấy, anh lại nhận anh không nhận. Bây giờ anh không biết sao mà xếp kèo cho em nữa quầy. Bây giờ 4 đứa. Mà đứa nào em cũng chấp hết trơn, bây giờ chấp 2 đứa không? Chấp 2 cho chơi lại, chấp 2 không chọn cũng quầy. Chấp 2 chấp ngược lại. Đó chứ không biết sao luôn á. Không năng lẹ dưới ta. Ừ. Biết sao bạn? Biết sao? Em học báo của chú Thái Công á. Có kiến thức kinh nghiệm.
mẹ ăn bánh canh cua rồi làm như là bán cà giải chứ nó kinh nghiệm chứ. Khi mà ăn đồ nóng mình đặt ở ngoài cái viền á là nó sẽ không nóng. Không, em biết gì không? Chứ nhân nói gì cũng đúng với thiệt của họ. Em áp dụng cái thôi kệ đi, mình thôi mốt mình thắng xong mình ngồi mình nói cho nó ấy rồi này kia, nói đạo lý rồi này kia mà gán thắng nha. Nói chứ Hoàng thì mập sẽ tìm mọi biện pháp để cho mấy đứa nó hạ gục Hoàng, nhưng mà thật sự là không thể nào nữa nha. Cúp điện rồi, cúp điện luôn rồi, có điện luôn rồi. Nói chung là thôi thì hôm nay tạm thời vậy đi, rồi mốt mập sẽ xét cái kèo nào đó cho nó chứ. Cái nhà phải cho Hoàng nó chấp lại mấy đứa đó, tại vì nó ăn nhiều, ăn nhanh lắm. Đó, không thể nào mà cả nhà thấy không, nó chấp một con cua rồi, nó ngồi nó lột một con cua rồi cả 5 phút rồi, và giờ nó cũng phải bỏ xa rồi một tô nữa nè, một khố nữa đó, rồi sao mà ăn lại nữa đây đó. Thì cả nhà phải thông cảm, phải quan hỷ điều đó là thích giờ sống rồi. Ừ, cảm động á. Nhưng mà nóng dữ, nóng lâu ha, mẹ thấy cái này nó lên khói luôn á đó. Thì cả nhà cũng có thể trải nghiệm qua các cái địa chỉ bánh canh cua của chị Thảo, giống như cho anh mượn hai giấy rồi. Ở 4 địa chỉ hồi nãy mình có giới thiệu đó cả nhà, đó là 427 Hậu Giang nè, quận 6, 171 Lê Thánh Tôn nè, 294 Tinh Lửa nè, 120 Hồ Thuận Mậu nè. Đó thì chỉ mở cửa từ sáng cho tới tối luôn, ở ngoài quận nhất thì mở cửa nó trễ hơn xíu cả nhà. Ngoài ra thì kế bên thì có cái quán cơm niêu nữa đúng không? Đúng. Rồi bữa sau ghé quanh tạc quán đó nữa. Chắc là phải chắc 2 ba niêu gì đó. Hả? Ấy, có hai menu em tính chơi chấp một nồi cơm thấy không, chỉ mới gặp em mà chỉ kêu là chấp hai menu rồi đó. Ừ, chứ chị nãy chị thấy chị em không có lại bạn này ăn quá trời luôn, không mua trời thật sự luôn. Chị cũng cho chấp gì, chị đề nghị chấp đúng không, thì chị sẽ có cho hưởng. Dạ. Rồi thôi để hôm sau đi, hôm sau bữa nào mình hứng nữa mình đi xa nhà mình quay bữa nữa. Nói chung là cái đường Hậu Giang ở cái đường quên đường Tên Lửa này cả nhà, thì bây giờ là cũng rất là sung rồi. Thì chị Thảo cũng có 2-3 cái quán trên đây cũng trộm vía chị. Một đường 2 quán, 5 quán, 5 quán hả? Không, cái đường này thôi, riêng một đường thôi em là 2 quán rồi đó. 11 là chỉ mở nguyên một cái chuỗi này nè. Được cái là hồi đó là chị bán bánh canh á, không biết có ngon hay không, nhưng mà thật sự là chị nổi tiếng là do chị được cái mã chị bán bánh canh. Xong rồi sau này chị bán mới ngon, mới thu hút được cả nhà. Rồi bây giờ bán cơm niêu rồi, không biết đằng kia có bà Út Thảo nào đẳng không nữa đây nè. Đó thì thôi thì cả nhà có thể đi qua cái những cái địa chỉ mà Mập giới thiệu đó cả nhà trải nghiệm nha. Và cơm niêu thì mai mốt Mập sẽ chia sẻ địa chỉ sau. Số mấy vậy? Chia sẻ luôn. 344 Tinh Lửa đó, giá từ nhiêu tới nhiêu là coi bình dân không nào. Cái một niêu là 20.000, một niêu 20.000. Còn món ăn là từ 49 cho tới 49 tới trăm mấy, nhưng mà một phần là sẽ hai người ăn. Có máy lạnh không? Một trăm mấy có máy lạnh. Có máy lạnh vậy được, có máy lạnh vậy là giá nó ok. Gạo gì nấu gạo gì ST 25%. Rồi ok, vậy là lái giá ổn với cả nhà. Nó có máy lạnh luôn, là chưa có bán trong phòng không? Có rồi. Đó, trước mắt là ai ở khu vực Tinh Lửa này, nếu mà chưa mình có ăn cơm nhân phòng thì lại cái chỗ cơm niêu của chị Thảo nha. Ở trên chị đề nghị vậy đi, khi nào mà tụi em tới á, chị sẽ làm một cái nồi canh chua làm sao mà cho nó nhìn hấp dẫn nhất, bự nhất. Tại vì đây tụi em ăn rồi chị thấy dữ lắm rồi đó. Ủa sao chị gọi ta? Chị chưa thấy ai mà ăn cỡ vậy á. Cái nhà này vô đây thôi. Ủa sao bán cơm niêu nhiều món quá, sao tự nhiên mời có canh chua không vậy? Không, mời canh chua là cho bạn này chắc nè. Ví dụ như bạn này là phần nhỏ đúng không, thì bạn này sẽ làm phần gấp đôi được. Canh chua dễ ăn lắm, rất là ngon luôn. Canh chua nhà chị bán là nổi tiếng khu này. Dạ. Còn cái kho là kho cái nước màu á, là nước màu đặc trưng. Em ăn chỗ khác sẽ không có cái gì cá kho giống vậy. Chắc chắn là rất là ngon luôn, chị nấu theo kiểu miền Tây. Em ăn có thể là em no rồi em còn muốn ăn nữa luôn á. Tới đây mấy anh nói là nhìn bà đều biết ngon rồi thì vậy không đó. Không, mà chuyến trước quay ha là chọc bẫy rất là nhiều cả nhà, mà về bị vợ quằn quá nên thôi chuyến này không, chuyến này là không có rồi, chuyến này về lóc luôn vợ luôn, không cho coi YouTube luôn, cái tập này là không cho coi luôn, sao tập này mới mở lên. Nói chung là chọc chỉ thôi, vui thôi cả nhà đó, chứ thật sự là chỉ đẹp dễ thương, bán bánh canh cua mà sáng đó. Vô thấy là cái nè bây giờ là hết luôn mấy gạn luôn rồi. Rồi nãy giờ quay mới có đậm tiếng hồ hết trơn topping ở trên vàng trên luôn rồi. Hả?
Ừ, đó thì quá chất lượng luôn cả nhà, thì cả nhà tới trải nghiệm nha. Còn riêng thì hai đứa hôm nay thì nói chung là mốt anh sẽ xét kèo lại để cho Hà gục hoàng, để cho nó biết cái cảm giác khô như thế nào, nó ăn không nó ăn đánh không à. Đó thì cả nhà cũng quen hỉ nên tại vì nó ăn nhiều quá cả nhà. Rồi thì mong là cả nhà sẽ ủng hộ kênh Mập Food, ủng hộ mấy đứa ở đây để cho mấy đứa có động lực để mấy đứa làm video để cho chất lượng hơn nữa nha cả nhà. Thôi bây giờ thì bye bye cả nhà và hẹn gặp lại vào clip sau nha. Bye bye, bye, bye cả nhà.